thank you Phật đai ngũ phần dâng trọn đứng như lai cầu xin nhân loại lên Diệu Pháp Liên Hoa Quyển Thứ Nhất Đời Diêu Tần Ngày Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập vương Chiếu Dịch Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Tựa Thứ Nhất Tôi nghe như thế này Một thuở nọ Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật Nơi thành Vương Xá Cùng chúng đại tỳ kheo một muôn hai nghìn người câu hội. Các vị đó đều là bậc A-la-hán, các lầu đã hết, không còn phiền não, việc lợi mình đã xong, dứt sự ràng trịch trong các cõi, tâm được tự tại. Tên của các vị đó là A-nhã Kiều Trần Dư, Maha Ca Diếp, Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp, Già Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp, Xá Lợi Phất, đại mục kiền liên ma ha ca chiên viên a nậu lâu đà kiếp tân na kiều phạm ba đề ly bà đa tất lăng và bà ta bạc câu la ma ha câu si la nang đà tôn đà la nang đà phú lâu na di đà la ni tử tu bồ đề a nan la hậu la vân vân đó là những vị đại a la hán hàng trí thức của chúng lại có bậc hữu học và vô học hai nghìn người bà tỳ kheo ni maha ba xà ba đề cùng với quyến thuộc sáu nghìn người câu hội mẹ của la hầu la là bà tỳ kheo ni gia thâu đà la cũng cùng với quyến thuộc câu hội bậc đại bồ tát tám muôn người đều không thối chuyện ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác đều chứng đẳng pháp đà la ni nhạo thuyết biện tài chuyện nói pháp luân bất thối chuyện từng cúng dường vô lượng trăm nghìn chư phật ở nơi các đức phật trong các cội công đức thường được các phật ngợi khen dùng đức từ để tu thân khéo chứng trí huệ của phật thông đạt đại trí đến nơi bờ kia danh đồn khắp vô lượng thế giới có thể độ vô số trăm nghìn chúng sanh tên của các vị đó là Văn thù sư lợi Bồ Tát Quán thế âm Bồ Tát Đắc đại thế Bồ Tát Thường tinh tấn Bồ Tát Bất hưu tức Bồ Tát Bửu trưởng Bồ Tát Dược vương Bồ Tát Giọng thí Bồ Tát Bửu nguyệt Bồ Tát Nguyệt quang Bồ Tát Mãn nguyệt Bồ Tát Đại lực Bồ Tát Vô lượng lực Bồ Tát Việt tam giới Bồ Tát Bạc Đà Bà La Bồ Tát, Di Lạc Bồ Tát, Bửu Tích Bồ Tát, Đạo Sư Bồ Tát, dân dân. Các vị Đại Bồ Tát như thế, tám muôn người câu hội. Lúc bấy giờ, Thích Đệ Hoàng Nhân cùng quyến thuộc hai muôn vị thiên tử câu hội, lại có Minh Nguyệt Thiên Tử, Phổ Hương Thiên Tử, Bửu Quang Thiên Tử, bốn vị Đại Thiên Vương, cùng với quyến thuộc một muôn thiên tử câu hội tự tại thiên tử đại tự tại thiên tử cùng với quyến thuộc ba vạn thiên tử câu hội chủ cõi ta bà phạm thiên vương thí khí đại phạm quang minh đại phạm vân vân cùng với quyến thuộc một muôn hai nghìn vị thiên tử câu hội có tám vị long vương nang đà long vương bạc nang đà long vương ta và la long vương hòa tu kiết long vương đức xoa ca long vương ana bà đạt đa long vương mana tư long vương ưu bát la long vương vân vân đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hội có bốn vị khẩn na la vương pháp khẩn na la vương diệu pháp khẩn na la vương đại pháp khẩn na la vương trì pháp khẩn na la vương đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hội có bốn vị càng thác bà vương nhạc càng thác bà vương nhạc âm càng thác bà vương mỹ càng thác bà vương mỹ âm càng thác bà vương đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hội có bốn vị a tu la vương bà trị a tu la vương khư la thiên đà a tu la vương tỳ ba chất đa la a tu la vương La Hậu, A Tu La Vương đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hội. Có bốn vị ca lầu La Vương, Đại Oai Đức ca lầu La Vương, Đại Thân ca lầu La Vương, Đại Mãn ca lầu La Vương, Như Ý ca lầu La Vương đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hội. Vua A Xà Thế, con bà Vi Đề Hi cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hội. Cả chúng đều lễ chân Phật, lui ngồi một phía. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn, hàng tứ chúng vây quanh cúng dường, cung kính ngợi khen tôn trọng. Vì các vị Bồ Tát mà nói kinh Đại Thừa, tên là Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Nói kinh này xong, Đức Phật ngồi xếp bằng, nhập vào chánh định, vô lượng nghĩa xứ thân và tâm của Phật đều không lay động. Khi đó, trời mưa hoa mạng Đà La, hoa ma ha mạng Đà La, hoa mạng Thù Sa, hoa ma ha mạng Thù Sa, để rải trên Đức Phật cùng hàng đại chúng khắp cõi Phật sáu điệu vang động. Lúc bấy giờ, trong chúng hội, các hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cần sự nam cần sự nữ, trời, rồng, dạ xoa, càng thác bà, a tu la ca lầu la khẩn na la ma hầu la già nhân phi nhân và các vị tiểu vương cùng chuyển luân thánh vương các đại chúng ấy đều đàn thấy việc chưa từng có vui mừng chắp tay một lòng nhìn phật bấy giờ đức phật từ nơi tướng lông trắng giữa chặng mày phóng ra luồng hào quang chiếu khắp cả một muôn tám nghìn cõi ở phương đông dưới thời chiếu đến địa ngục a tỳ trên suốt thấu trời sắc cứu cánh chúng ở cõi này đều thấy cả sáu loài chúng sanh ở các cõi kia lại thấy các đức phật hiện tại nơi các cõi kia và nghe kinh pháp của các đức phật ấy nói cùng thấy nơi các cõi kia các hàng tỳ kheo tỳ kheo ni cần sự đam cần sự nữ những người tu hành đắc đạo lại thấy các vị đại Bồ Tát dùng các món nhân duyên, các lòng tính giải, các loại tướng mạo mà tu hành đạo Bồ Tát, lại thấy các Đức Phật nhập Niết Bàn, lại thấy sau khi các Đức Phật nhập Niết Bàn, đem xá lợi của Phật mà dựng tháp bằng bảy báo. Khi ấy, Ngài Di Lạc Bồ Tát nghĩ rằng, hôm nay Đức Thế Tôn hiện thần biến tướng vì nhân duyên gì mà có điềm lành này. nay Đức Phật đương nhập chánh định, việc biến hiện hy hữu không thể nghĩ bàn này, nên hỏi ai, ai đáp được? Ngài lại nghĩ, ông Pháp Vương Tử Văn Thù Sư Lợi này đã từng gần gũi cúng dường vô lượng các Đức Phật đời quá khứ. Chắc đã thấy tướng hy hữu này, ta nay nên hỏi ông. Lúc đó, hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cần sự đam cận sự nữ và các trời rồng quỷ thần vân vân đều nghĩ rằng tướng thần thông sáng chói của đức phật hiện đây nay nên hỏi ai bây giờ ngài di lặc bồ tát muốn giải quyết chỗ nghi của mình ngài lại xét tâm niệm của bốn chúng tỳ kheo tỳ kheo ni cận sự nam cận sự nữ và của cả chúng hội trời rồng, quỷ, thần, vân vân mà hỏi văn thù sư lợi rằng vì nhân duyên gì mà có tướng lành thần thông này Phật phóng ánh sáng lớn soi khắp một muôn tám nghìn cõi ở phương đông đều thấy cõi nước trang nghiêm của các đức Phật khi đó ngài Di Lặc muốn nói lại nghĩa trên dùng kệ hỏi rằng ngài văn thù sư lợi đức đạo sư cớ chi Lông trắng giữa chặn mày, phóng ánh sáng khắp soi Trời mưa hoa mạn đà, cùng hoa mạn thù sa. Gió thơm mùi chiên đà, vui đẹp lòng đại chúng. Vì nhân duyên như vậy, cõi đất đều nghiêm tịnh, mà trong thế giới này, sáu điệu vang động lên. Bấy giờ bốn bộ chúng thấy đều rất vui mừng, thân cùng ý thơ thới đặng việc chưa từng có ánh sáng giữa chặng mày soi suốt thẳng phương đông một muôn tám nghìn cõi đều ánh như sắc vàng từ địa ngục a tỳ trên đến trời hữu đảnh trong các thế giới đó cả sáu đạo chúng sanh sống chết của kia đến nghiệp duyên lành cùng giữ thọ báo có tốt xấu tại đây đều thấy rõ lại thấy các đức phật đấng thánh chúa sư tử diễn nói các kinh điển nhiệm màu bực thứ nhất tiếng của ngài thanh tịnh giọng nói ra êm dịu dạy bảo các bồ tát vô số ức muôn người tiếng phạm âm thâm dịu khiến người đều ưa nghe các Phật ở cõi mình mà giảng nói chánh Pháp, dùng nhiều món nhân duyên cùng vô lượng tỷ dụ để soi rõ Phật Pháp mà khai ngộ chúng sanh. Nếu có người bị khổ, nhàm lìa già, bệnh, chết, Phật vì nói niết bàn để dứt các ngàn khổ. Nếu là người có phước, đã từng cúng dường Phật chí cầu pháp thù thắng vì nói hạnh duyên giác nếu lại có phật tử tu tập các công hạnh để cầu huệ vô thượng phật vì nói tịnh đạo ngài văn thù sư lợi tôi ở tại nơi đây thấy nghe giường ấy đó và nghìn ức việc khác thấy rất nhiều như thế nay sẽ lượt nói ra tôi thấy ở cõi kia có hằng sa bồ tát dùng các món nhân duyên mà cầu chứng phật đạo hoặc có vị bố thí vàng bạc ngọc sang hô chân châu ngọc như ý ngọc sa cừ mã não kim cương cát trân bửu cùng tôi tớ xe cộ kiệu cán chân châu báu vui vẻ đem bố thí hồi hướng về Phật Đạo, nguyện đặng chứng thừa ấy, bực nhất của ba cõi, các Phật hằng khen ngợi, hoặc có vị Bồ Tát, xe tứ mã, xe báu, bao lơn che tàn đẹp, trao chia dùng bố thí, lại thấy có Bồ Tát, bố thí cả vợ con, thân thịt cùng tay chân, để cầu vô thượng đạo. Lại thấy có Bồ Tát, đầu, mắt và thân thể đều ưa vui thí cho để cầu trí huệ Phật. Ngài văn thù sư lời, ta thấy các quốc vương qua đến chỗ của Phật, thưa hỏi đạo vô thượng, bèn bỏ nước vui vẻ, cung điện cả thần thiếp, cạo sạch râu lợn tóc, mà mặc y pháp phục, hoặc lại thấy Bồ Tát, mà hiện làm tỳ kheo một mình ở vắng vẻ, ưa vui tụng kinh điển, cũng thấy có Bồ Tát dũng mạnh và tinh tấn vào ở nơi thâm sơn suy xét mối Phật đạo và thấy bực ly dục thường ở chỗ không nhàn sâu tu các thiền định đặng năm món thần thông và thấy vị Bồ Tát chắp tay trụ thiền định dùng nghìn muôn bài kệ khen ngợi các pháp vương lại thấy có bồ tát trí sâu chí bền chắc hay hỏi các đức phật nghe rồi đều thọ trì lại thấy hàng phật tử định huệ trọn đầy đủ dùng vô lượng tỷ dụ vì chúng mà dạng pháp vui ưa nói các pháp dạy bảo các bồ tát phá dẹp chúng binh ma mà đánh trền trống pháp cùng thấy vị bồ tát vắng bạc yên lặng ngồi trời rồng đều cung kính chẳng lấy đó làm mừng và thấy có bồ tát ở rừng phóng hào quang cứu khổ chốn địa ngục khiến đều vào phật đạo lại thấy hàng phật tử chưa từng có ngủ nghỉ kinh hành ở trong rừng siêng năng cầu phật đạo cũng thấy đủ giới đức oai nghi không thiếu sót lòng sạch như bửu châu để cầu chứng phật đạo và thấy hàng phật tử trụ vào sức nhẫn nhục bị kẻ tăng thượng mạng mắng rủa cùng đánh đập thấy đều hay nhẫn được để cầu chứng phật đạo lại thấy có bồ tát xa rời sự chơi cười và quyến thuộc ngu si ưa gần gũi người trí, chuyên tâm trừ loạn động, nhiếp niệm ở núi rừng, trải ức nghìn muôn năm để cầu được Phật đạo, lại thấy vị Bồ Tát, đồ ăn uống ngọt ngon, cùng trăm món thuốc thang, đem cúng Phật và tăng, áo tốt đồ thường phục, giá đáng đến nghìn muôn, hoặc là vô giá y, đem cúng Phật và tăng, dùng nghìn muôn ức thứ nhà báu bằng chiên đàn các giường nằm tốt đẹp để cúng phật cùng tăng trường vườn rất thanh tịnh bông trái đều xum xuê suối chảy cùng ao tắm cúng dường phật và tăng cúng thí như thế đó các đồ cúng tốt đẹp vui vẻ không hề nhàm để cầu đạo vô thượng lại có vị bồ tát giảng nói pháp tịch diệt dùng các lời dạy dỗ dạy vô số chúng sanh hoặc thấy vị bồ tát quán sát các pháp tánh đều không có hai tướng cũng như khoảng hư không lại thấy hàng phật tử tâm không chỗ mê đắm dùng món diệu quệ này mà cầu đạo vô thượng ngài văn thù sư lợi lại có vị bồ tát sau khi Phật diệt độ, cúng dường xá lợi Phật, lại thấy hàng Phật tử xây dựng các tháp miếu nhiều vô số hàng xa, nghiêm sức khắp cõi nước, bửu tháp rất cao đẹp, đều năm nghìn do tuần, bị ngang rộng xứng nhau, đều hai nghìn do tuần. Trong mỗi mỗi tháp miếu, đều có nghìn tràng phan, màn châu sen thả xuống, tiếng linh báu hòa reo các vị trời rồng thần người cùng với phi nhân hương hoa cùng kỹ nhạc thường đem đến cúng dường ngài phan thù sư lợi các hàng phật tử kia vì cúng dường xá lợi nên trang sức tháp miếu cõi quốc giới tự nhiên thù đặc rất tốt đẹp như cây thiên thọ vương bông kia đương xòe nở. Phật phóng một luồng sáng, ta cùng cả chúng hội, thấy nơi cõi nước này, các thứ rất tốt đẹp, thần lực của chư Phật, trí huệ đều hy hữu, phóng một luồng tình quan, soi khắp vô lượng cõi. Chúng ta thấy việc này, đặng điều chưa từng có. Xin Phật tử văn thù, giải quyết lòng chúng nghi. Bốn chúng đều mong ngóng Nhìn Ngài và nhìn ta Đức Thế Tôn cớ chi Phóng ánh quang minh này Phật tử phải thời đáp Quyết ghi cho chúng mừng Có những lợi ích gì Đức Phật phóng quang này Khi Phật ngồi đạo tràng Chứng đặng Pháp thâm diệu Vì muốn nói Pháp đó Hay là sẽ thọ ký Hiện bày các cõi Phật các báu sạch trang nghiêm cùng thấy các đức phật đây không phải cớ nhỏ ngài văn thù nên biết bốn chúng và long thần nhìn xem xét ngài đó mong sẽ nói những gì lúc bấy giờ ngài văn thù sư lợi nói với ngài di lặc đại bồ tát cùng các vị đại sĩ các thiện nam tử như chỗ ta xét nghĩ thời đây đức phật thế tôn muốn nói pháp lớn mưa pháp vũ lớn thổi pháp loa lớn đánh pháp cổ lớn và diễn pháp nghĩa lớn các thiện nam tử ta từng ở nơi các đức phật đời quá khứ thấy điềm lành này phật kia phóng hào quang đó rồi liền nói pháp lớn cho nên chắc biết rằng hôm nay đức phật hiện hào quang cũng lại như vậy phật vì muốn cho chúng sanh đều đặn nghe biết pháp màu mà tất cả trong đời khó tin theo cho nên hiện điềm lành này các thiện nam tử như vô lượng vô biên a à tăng kỳ kiếp về trước bấy giờ có đức phật hiệu nhật nguyệt đăng minh như lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiền thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư phật thế tôn diễn nói chánh pháp ban đầu giữa rốt sau ba chặng đều lành nghĩa lý sâu xa lời lẽ khéo mầu, thuần một không tạp đầy đủ cả tướng phạm hạnh thanh bạch phật vì người cầu đạo thanh văn nói pháp tứ đế thoát khỏi sanh già bệnh chết cứu cánh niết bàn vì hạng cầu quả duyên giác nói pháp mười hai nhân duyên vì hạng bồ tát nói sáu pháp ba la mật làm cho chứng đạn quả vô thường chánh đạn chánh giác thành bực nhất thiết chủng trí kế lại có đức phật cũng hiệu nhật nguyệt đăng minh lại có đức phật cũng hiệu nhật nguyệt đăng minh như thế đến hai muôn đức Phật đều đồng một tên hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, lại cùng đồng một họ, họ phả la đọa, di lạc nên biết. Đức Phật trước, Đức Phật sau đều đồng một tên hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, đầy đủ mười hiệu, những pháp được đói ra, đầu, giữa, sau đều lành. Đức Phật rốt sau cả, lúc chưa xuất gia, có tám vị vương tử người thứ nhất tên hữu ý thứ hai tên thiện ý thứ ba tên vô lượng ý thứ tư tên bựu ý thứ năm tên tăng ý thứ sáu tên trừ nghi ý thứ bảy tên hướng ý thứ tám tên pháp ý tám vị phương tử đó có oai đức tự tại đều lãnh trị bốn châu thiên hạ nghe vua cha xuất gia chứng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác đều bỏ ngôi vua cũng xuất gia theo phát tâm đại thừa thường tu hành thanh tịnh đều làm bậc pháp sư thuở trước đã từng ở chỗ nghìn muôn đức phật vun trồng các cội lành đức phật nhật nguyệt đăng minh lúc đó nói kinh đại thừa tên vô lượng nghĩa xứ giáo bồ tát pháp phật sở hộ niệm nói kinh đó rồi phật liền ở trong đại chúng ngồi xếp bằng nhập vào cảnh chánh định vô lượng nghĩa xứ thân và tâm chẳng động khi ấy trời mưa hoa mạng đà la hoa ma ha mạng đà la hoa mạng thù sa cùng hoa ma ha mạng thù sa để rải trên đức phật và hàng đại chúng khắp cõi nước Phật sáu điều vang trọng. Lúc đó, trong hội hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, trời, rồng, dạ xoa, càng thác bà, atula, ca lầu la, khẩn na la, ma hầu la già, nhân, phi nhân, cùng các vị tiểu vương, các vị chuyển luân thánh vương, vân vân Các đại chúng đó đặng điều chưa từng có mừng rỡ chắp tay một lòng nhìn phật bấy giờ đức như lai từ tướng lông trắng chặn giữa chân mày phóng ra luồng ánh sáng soi khắp cùng cả một muôn tám nghìn cõi nước ở phương đông như nay đương thấy ở cõi phật đây di lặc nên biết khi đó trong hội có hai mươi ức bồ tát ưa muốn nghe pháp các vị bồ tát ấy Thấy ánh sáng chiếu khắp các cõi Phật đặng điều chưa từng có, Đều muốn biết vì duyên cớ gì mà phóng ánh sáng này. Khi ấy, có vị Bồ Tát hiệu Diệu Quang có tám trăm người đệ tử. Bây giờ, Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, Từ trong chánh định mà dậy, Vì Diệu Quang Bồ Tát nói kinh Đại Thừa tên diệu pháp liên hoa giáo bồ tát pháp phật sở hộ niệm trải qua sáu mươi tiểu kiếp chẳng rời chỗ ngồi lúc ấy trong hội người nghe pháp cũng ngồi một chỗ đến sáu mươi tiểu kiếp thân tâm đều không lay động nghe đức phật đói pháp cho là như trong khoảng bữa ăn bấy giờ trong chúng không có một người nào hoặc là thân, hoặc là tâm, mà sanh lười mỏi. Đức Phật Nhật biệt Đăng Minh trong 60 tiểu kiếp nói kinh đó rồi, liền ở trong chúng ma Phạm, Sa Môn, Bà La Môn và trời người Atula mà tuyên rằng hôm nay vào nửa đêm, Như Lai sẽ nhập vô dư Niết Bàn. Khi đó có vị Bồ Tát tên Đức Tạng Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh liền thọ ký cho, bảo các tỳ kheo rằng, Ông Đức Tạng Bồ Tát này kế đây sẽ thành Phật, hiệu là tình thân như lai, ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác. Đức Phật thọ ký xong, vào nửa đêm bèn nhập vô dư niết bàn. Sau khi Đức Phật diệt độ, Diệu Quang Bồ Tát trì kinh diệu pháp liên hoa trải tám mươi tiểu kiếp vì người mà diễn nói tám người con của phật nhật Quyệt đăng minh đều học với ngài diệu quang ngài diệu quang dạy bảo cho đều vững bền ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác các vị vương tử đó cúng dường vô lượng trăm nghìn muôn ức đức phật đều thành phật đạo vị thành phật rốt sau hết hiệu là Nhiên Đăng. Trong hàng 800 người đệ tử, có một người tên Cầu Danh. Người này tham ưa danh lợi, dầu cũng đọc tụng các kinh mà chẳng thuộc rành, phần nhiều quên mất nên gọi là Cầu Danh. Người này cũng do có trồng các nhân duyên căn lành nên đặng gặp vô lượng trăm nghìn buôn ức Đức Phật mà cúng dường cung kính tôn trọng, khen ngợi. Di Lặc nên biết, lúc đó Diệu Quang Bồ Tát đâu phải người nào lạ, chính là ta đấy. Còn cầu danh Bồ Tát là Ngài đấy. Nay thấy điềm lành này cùng với xưa không khác, cho nên ta xét nghĩ, hôm nay Đức Phật Như Lai sẽ nói kinh Đại Thừa tên diệu pháp liên hoa giáo bồ tát pháp phật sở hộ niệm bấy giờ ngài văn thù sư lợi bồ tát ở trong đại chúng muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng ta nhớ thuở quá khứ vô lượng vô số kiếp có phật nhân trung tôn hiệu nhật nguyệt đăng minh đức thế tôn nói pháp độ vô lượng chúng sanh vô số ức Bồ Tát khiến vào trí huệ Phật. Khi Phật chưa xuất gia, có sanh tám vương tử, thấy đại thánh xuất gia, cũng theo tu phạm hạnh. Phật nói kinh đại thừa, tên là vô lượng nghĩa, ở trong hàng đại chúng, mà vì rộng tỏ bày, Phật nói kinh ấy rồi, liền ở trong pháp tòa, xếp bằng nhập chánh định tên vô lượng nghĩa xứ trời dưới hoa mạn đà trống trời tự nhiên vang các trời rồng quỷ thần cúng dường đấng nhân tôn tất cả các cõi phật tức thời vang động lớn phật phóng sáng giữa mày hiện các việc hy hữu ánh sáng chiếu phương đông muôn tám nghìn cõi phật bày sanh tử nghiệp báo của tất cả chúng sanh lại thấy các cõi phật dùng các báu trang nghiêm màu lưu ly pha lê đây bởi phật quan soi lại thấy những trời người rồng thần chúng dạ xoa càng thác khẩn na la đều cúng dường phật mình lại thấy các như lai tự nhiên thành phật đạo màu thân như núi vàng, đoan nghiêm sức đẹp màu, như trong lưu ly sạch, hiện ra tượng chân kim. Thế tôn trong đại chúng, dạy nói nghĩa thâm diệu, mỗi mỗi các cõi Phật, chúng thanh văn vô số, nhân Phật quan soi sáng, đều thấy đại chúng kia, hoặc có các tỳ kheo, ở tại trong núi rừng, tinh tấn giữ tình giới dường như dình châu sáng lại thấy các bồ tát bố thí nhẫn nhục thảy số đông như hàng xa đây bởi sáng phật soi lại thấy hàng bồ tát sâu vào các thiền định thâm tâm lặng chẳng động để cầu đạo vô thượng lại thấy các bồ tát rõ tướng pháp tịch diệt đều ở tại nước mình nói pháp cầu phật đạo bấy giờ bốn bộ chúng thấy phật nhật nguyệt đăng hiện sức thần thông lớn tâm kia đều vui mừng mỗi người từ hỏi nhau việc này nhân duyên gì đấng của trời người thờ vừa từ chánh định dậy khen diệu quan bồ tát ông là mắt của đời mọi người đều tin về hay vân giữ tạng pháp như pháp của ta nói chỉ ông chứng biết được, Đức Phật đã ngợi khen, Cho Diệu Quang vui mừng, Liền nói kinh Pháp Hoa, trải sáu mươi tiểu kiếp, Chẳng trời chỗ ngồi ấy, Ngài Diệu Quang Pháp Sư, Trọn đều hay thọ trì, Pháp thượng diệu của Phật. Phật nói kinh Pháp Hoa, Cho chúng vui mừng rồi, Liền chính trong ngày đó, bảo hàng chúng trời người các pháp nghĩa thật tướng đã vì các ông nói nay ta giữa đêm này sẽ vào cõi niết bàn phải một lòng tinh tấn rời các sự buông lung các phật rất khó gặp ức kiếp được một lần các con của phật thảy nghe phật sắp nhập diệt thảy đều lòng buồn khổ phật sao gấp diệt vậy đấng thánh chúa pháp vương an ủi vô lượng chúng nếu lúc ta diệt độ các ông chớ lo sợ đức tạng bồ tát đây tâm đã được thông thấu nơi vô lậu thiệt tướng kế đây sẽ thành phật tên hiệu là tình thân cũng độ vô lượng chúng đêm đó phật diệt độ như củi hết lửa tắt chia phân các xá lợi mà xây vô lượng tháp tỳ kheo tỳ kheo ni số đông như hằng sa lại càng thêm tinh tấn để cầu đạo vô thượng diệu quan pháp sư ấy vương giữ phật pháp tạng trong tám mươi tiểu kiếp rộng nói kinh pháp hoa tám vị phương tử đó được diệu quan dạy bảo vững bền đạo vô thượng sẽ thấy vô số phật cúng dường các phật xong thuận theo tu đại đạo nối nhau đặng thành phật chuyện thứ thọ ký nhau đấng phật rốt sau cả hiệu là phật nhiên đăng đạo sư của thiên tiên độ thoát vô lượng chúng diệu quan pháp sư đó có một người đệ tử tâm thường cư biến trễ tham ưa nơi danh lợi cầu danh lợi không nhàm thường đến nhà sang giàu rời bỏ việc tụng học bỏ quên không thông thuộc vì bởi nhân duyên ấy nên gọi là cầu danh cũng tu các nghiệp lành đặng thấy vô số phật cúng dường các đức phật thuận theo tu đại đạo đủ sáu ba la mật nay gặp đấng thích ca sau đây sẽ thành phật hiểu rằng phật di lặc rộng độ hàng chúng sanh số đông đến vô lượng sau phật kia diệt độ lười biến đó là ngài còn diệu quan pháp sư nay chính thời là ta ta thấy phật đang minh điềm sáng trước như thế cho nên biết rằng nay phật muốn nói pháp hoa tướng nay như điềm xưa là phương tiện của phật nay phật phóng ánh sáng giúp bày nghĩa thiệt tướng các người nay nên biết chấp tay một lòng chờ phật sẽ rưới nước pháp đầy đủ người cầu đạo các người cầu ba thừa nếu có chỗ nghi hối phật sẽ dứt trừ cho khiến hết không còn thừa